chào tất cả các bạn nhỏ. Ngày hôm nay chị Tim xin sẻ tô màu bức tranh cát Angry Bird nha. Và đây là cô nè, bạn gái của Angry Bird. Trên này có đeo một cái nơ nè. Đây là một bức tranh cát rất là nhỏ, cho nên sẽ rất là dễ tô nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ tô cái nơ của cô nè Angry Bird. Thank you.
phải là chị chim xinh đã tô xong bức tranh cát hình cô nàng Angry Bird. Và các bạn nhỏ cũng có thể mua tranh cát về nhà để tự tập tô nhé. Có thể mua tại nhà sách, siêu thị hoặc là các cửa hàng bán đồ chơi. Cảm ơn các bạn nhỏ đã theo dõi video này. Chơi xong chị chim xinh luôn luôn bỏ vào bao cất đi. Như thế sẽ bảo quản được tranh cát lâu hơn nha. Còn bây giờ thì chị chim xinh xin chào tạm biệt các bạn nhỏ. Hẹn gặp lại các em trong video sau.